Ok, hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh của Duy Khả nha. Vừa rồi vừa ộp mấy chớ tô mì để đi ăn anh em. Đó, chớ tô mì chưa kịp ăn nè. Rồi nói chung là cũng có bị em trên Trần Tuấn tặng xe lô thử ăn cái mua không. Nói thiệt ra thì cái nhẫn thì khả bán, nếu bên ngoài khả bán phải hơn 20 kim anh em, nói thiệt luôn. Mà điều anh Tuấn thì hôm bữa anh ưng quá rồi, anh cũng nói là ban chủ mà sao không có nhẫn VIP này nọ. Nhiều khi thấy cũng kỳ. Thôi khả bán, nói chung là thôi bán rẻ, vừa bán vừa tặng ảnh một sơ sơ tí nè. Chứ thiệt tình đúng cái này 20 kim khải mua bán. Mà anh kêu thôi, khải kêu thôi, nếu mà anh Tuấn thì khải bán rẻ cho 15 kim lắm là sai. Chứ nhẫn thiệt server, anh em thiệt chứ không có nhẫn nào xâm lược qua bằng nhẫn khải cả. Công lôn hay đường môn nào cũng vậy. Nên là khải bán nhẫn 15 kim. Bữa giờ anh em thấy không, anh cũng gã anh mua miết mà 15 kim khải nó thiệt em, anh em chứ cái nhẫn này thì không còn gì mà đỡ bàn nữa này. Không biết server của anh em như thế nào, nhưng mà hiện tại server khải á, cái nhẫn này á, nhẫn là cực đẹp rồi, không có cái nhẫn nào mà làm chạm 40 đặng móc mà lại sinh lực cao như thế này đâu. À, cái bán với giá 15 kim khoảng 1 triệu anh em ơi, có 1 triệu nhẫn này. Chứ hôm trước cái nhẫn này cũng giống như này thôi, mà sinh lực nội lực có 60 thôi, mà thân pháp 17, khai bán được 27 kim lận. Thân pháp 17, khai bán được 27 kim lận. Này khai bán 15 kim, bán cho anh Tuấn, nói chung là vừa bán vừa cho ấy. Chung anh cũng là ban chủ nữa, thôi bán cho anh xài cho anh mang. Anh mang cái nhẫn cùi vãi nồi. Em xem này, anh mang cái nhẫn thiệt đúng cùi luôn anh em coi này. Đó. Nhìn nhẫn thám vãi nồi. Nhìn cái nhẫn anh cùi vãi luôn. Do anh em mới bán. Chữ em rau ngồi 20 mới bay thật luôn. Còn nồi dày à. Nồi dày. À, bán được 15 kim. Bỏ mấy cái này qua cho xe, cái này đỡ mày ép lên đảo. Này nó bước cho xe. Nó chật rương. Giờ bán mười mấy kim phải lên đảo nữa nè em. Bán ăn xong 15 kim. Tốn xấu tinh thần nó thật lên đau. Này bước qua cho xe rồi. Bao tiếng vách máu rơi anh hùng gục ngã giữa trời sân mây. Lòng nhớ anh mà khao khát quay về. Mình ở đây trốn đi. Lòng nhớ anh là con phát quay về. Nguyện làm đề hình xuống đường. Không khó khăn là con mãi quay về. Nhẫn ép nè, nhẫn xài, nhẫn xài. Ba nhẫn này do tàu bỏ ra ngồi đó bị chặt rương. Ok, nói chung thì video cũng không có gì hơn. Ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em buổi tối xem video vui vẻ anh em ơi. Ok anh em, bye bye mọi người.